Ăn quà ối quá trời mọi người. Người ta nói đi đâu cũng phải ưu tiên bà bầu với lại người già. Nhưng mà em là người đồng tính, không ai chấp nhận em hết. Để mẫu. Để mẫu hay là em đã có hỏi rồi. Cái giới tính này là có thể thụ tinh trong ống nghiệm. Em hỏi kỹ rồi, thụ tinh được. Khoa là bị hiếp dâm. Khoa là bị hiếp dâm chứ không phải thụ tinh gì hết. Bây giờ không biết cha nó là ai luôn, là gọi là hiếp dâm. Nhưng mà em, nhưng mà bây giờ em quen rất là nhiều người. Đó thôi. Đó em thiệt. Hai bác có coi được clip này cũng được buồn nha, mình có một con vậy nha hai bác. Hai bác phải chấp nhận sự thật. Thôi. Nhưng mà cái người mà em muốn nói á, ở đây á, em không dám nói tới ai á, nhưng mà bây giờ em nói chân thành luôn. Em nói á, em có quen một người đó ở công viên Lê Văn Sĩ. Ở trong khu nhà em. Và người đó cũng quen em. Ở khu nhà em, hẻm 226 phường 1 quận Tân Bình. Và em đã từng quen nhiều người rồi, chứ không phải một hai người đâu anh. Nhưng mà giờ em mới phát hiện ra cái giới tính của mình như vậy. Mà em rất khổ tâm. Giờ em không có ai để mà lo lắng cho em cứ gì hết á. Em không có ai để yêu em hết anh à. Em rất khổ tâm. Không yêu sao có bầu? Không anh, nhưng mà người ta chỉ là đùa giỡn với em, người ta nắm tay em này nọ thôi. Chơi qua đường phải không? Vuốt ngựa chi phong phải không? Bây giờ để cho hơn chừng 5 phút để hơn chừng chửi đó được không? Không. Ngồi im đi, để hơn chừng chửi đó. Em cũng anh chửi ai trên mày nha. Người ta nghe được ta chửi. Không em được, không nó được. Hiếp em. Người ta không hiếp để em. Để anh chửi nó. Anh bực bội lắm rồi. Tại sao đó nó làm mà nó không có trách nhiệm. Bây giờ sao không? Bây giờ anh mà nói vậy là em giận anh luôn á. Em không nhìn mặt anh nữa, em bỏ đi liền. Bỏ đi em làm không chuyện, bỏ. Má đàn ông không ra đáng mặt đàn ông. Anh ba lên tiếng. Thầy luôn. Đàn thằng đàn ông nào mà làm cho Khoa mà có bầu không đáng mặt đàn ông. Bỏ rồi. Ủa, làm gì là mình phải có. Mày làm cho Khoa có bầu, mày quất ngựa chi phong, mày hiếp dâm Khoa đúng không? Mình làm gì mình phải có trách nhiệm. Nhưng mà bây giờ em nói là mà bản lĩnh đi. Bây giờ em nói là bây giờ em có thương một người ở đây. Thôi chuyện thương khỏi tính đi. Bây giờ Khoa có bầu không ai thương Khoa hết á. Khoa là gái một con rồi, trong mòn con mắt rồi. Giờ gái một mắt mới trong mòn con. Bây giờ rồi, thấy nhưng chưa? Mà bây giờ em đã có thương một người ở đây. Thôi bây giờ xin 2 phút. Hai hút rồi, để chửi cái thằng đó thôi. Anh cũng được chửi. Để không chừng chửi cái thằng đó, không chừng mới vừa đâu. Anh cũng được chửi ai bây giờ cho em nói không? Rồi, nói. Rồi, bây giờ em thương người đó, tức là anh Quang. Trời ơi. Trời ơi. Bây giờ. Quang ơi, con ai thì cũng là con em Quang, chừng vô đi. Trời ơi trời. Con ai cũng là con ai em nhận. Thôi bây giờ để Quang nó giữ xe bên kia đi. Trời con nghén lỗi hoài đâu mà người ăn nhiều ói nhiều à, tội nghiệp ghê chứ. Trời ơi, chết tới công chuyện đó. Thôi bây giờ xin 2 phút chửi nó rồi. Không, anh không được chửi ai chứ nè. Người ta nghe được, người ta chửi em. Hơn chừng giải khẩu nghiệp chân lọ. Không, không bao giờ được chửi ta. Anh không được chửi. Một phút ơi. Chửi không được luôn. Anh mà chửi đến giận luôn. Không bao giờ nói chuyện anh nữa. Trời ơi trời, không cho chửi. Sao bên người đó á. Giờ đến với Hoàng là sao ta? Em không cho anh chửi bất cứ ai. Người ta không thương em. Em không có bây giờ em dám nói ai được hết. Anh, em không ép ai được hết. Thôi bây giờ vậy nè. Anh giờ không được nói nặng nhẹ gì luôn. Em không muốn ai trên mạng. Sao bên người đó vậy trời? Bây giờ em bây giờ hỏi Quang một câu nè Quang ơi.
bây giờ con của Hoa em có nhận không? Ây da. Giờ thương Hoa em là con của Hoa em có nhận không? Ây da. Mướn em 5 triệu làm thuốc mê cho ông Quang rồi đó. Mai là chết rồi. Trời. Anh Quang. Trời Sơn ơi, bắt đầu từ ngày mai em bỏ quán chị nha chị. Em làm công chuyện xanh hơn, cái em làm công chuyện rối não quá thôi. Trời ơi. Trời ơi, cái gì mà ham em mãi chú lúc mơ em kìa. Anh Quang, bây giờ em nói thật sự luôn. Trời ơi. Là lâu nay em không dám nói. Anh có thương em không? Là em đã đổi thương anh rồi. Trời ơi, nhắc mẹ. Em lấy anh làm chồng nha. Chạy dép, chạy dép, đi làm chồng nha. Nè, xin em không? Nói thật này, sự nói luôn nói. Là cái từ hồi lúc đầu em qua Lan với Phường là em thấy anh Quang lúc nào cũng bên em, anh Quang lúc nào cũng nói ra những lời tốt cho em hết. Anh Quang rất là thương em, anh Quang không dám nói ra thôi. Chứ thật sự ra em thấy anh Quang rất là... Em có ý Hoa lâu lắm rồi đó, giờ Hoa mới bực mí. Anh Quang lúc nào á cũng bên em chầm chầm hết. Trời ơi, nhìn chầm chầm luôn. Đừng có nói gì đó. Trời ơi, hai đứa tâm sự đúng không? Bây giờ em nói nghiêm túc luôn. Rồi em nói đi. Anh Quang là cái người mà lúc nào cũng bên em. Đó, thấy không? Ai nói xấu em gì ở trên mạng, anh Quang đều lên tiếng hết á. Anh Quang nói tốt về em rất là nhiều. Anh Quang lúc nào cũng nở nụ cười. Khi mà mỗi lần em mua nước cho anh Quang nói Khoa... Khoa chăm sóc anh Quang rất là đàng hoàng, tử tế. Cảm ơn anh Quang, những tình cảm anh Quang đã dành cho em. Một cái sự quan tâm đặc biệt của anh Quang đối với em. Nhớ mà, bây giờ Khoa có bầu với người khác rồi, bây giờ hỏi Khoa, anh Quang có chịu không? Nhưng mà em không ép anh Quang được. Anh Quang, em cũng đã nói rồi, anh Quang thương ai thì thương, em không có ép được, nhưng mà em rất là cảm ơn, tri ân những cái tình cảm. Những lần em có nhiều người nói xấu em, anh Quang đều lên tiếng. Anh Quang lên cộng đồng mạng, anh Quang binh vực em rất là nhiều. Nhiều khi mà vì chức này nọ, anh Quang cũng lên tiếng để binh vực em. Anh Quang rất là tốt, anh Quang rất là thương em thật sự. Và những lúc anh Quang không dám nói, anh Quang chỉ bày tỏ trên mạng thôi. Trời ơi, bây giờ là... Giờ Quang có vợ rồi, bây giờ em có chấp nhận làm vợ bé của Quang rồi. Chịu không? Câu thật lòng. Thật lòng luôn. Nhưng mà em cũng... Người ta chấp nhận cho em là có bầu rồi. Nhưng mà anh Quang nhiều lần, anh Quang cũng đã tỏ tình với Vivi. Ôi. Em rất sợ là hai người sẽ giành giành nhau. Em xấu, em biết em xấu, em không có đẹp bằng ai hết. Em không có tướng mạo đẹp gì hết, để anh Quang ưa em biết. Nhưng mà em yêu anh Quang là vì sao? Cái tấm lòng của anh Quang rất là tốt với mọi người. Anh Quang rất là thương em. Anh Quang rất là hiểu em. Anh Quang nhiều lần đã biết quan tâm em. Anh Quang nói tốt về em rất là nhiều. Cộng đồng mạng có nói xấu em gì, anh Quang đều lên tiếng comment, nói mọi người đừng có chửi em như vậy nữa. Em rất là biết ơn anh Quang rất nhiều. Đó. Cho nên anh biết không, anh Quang nhiều lần anh Quang rất comment. Anh không tin, anh cứ lên cái comment, anh sẽ thấy nhiều lần anh Quang rất bình vực em. Từ hồi mấy tháng trước nữa kìa, anh Quang bình vực em chậm chậm luôn. Bây giờ thật sự nói là em đã là một gái một con rồi. Bây giờ muốn vô Quang á là phải hỏi ý kiến Quang, ok chưa? Nhưng mà em không... Ý em nói ở đây là em rất là quan tâm vợ, gia đình em chưa có chấp nhận như vậy. Cho nên em cũng mong muốn rằng làm sao anh Quang sẽ đỡ đầu cho. Nói lại cái chuyện hồi nãy em nói với anh Quang gì mà về làm vợ là giao tài sản hết cho anh Quang. À, rồi luôn. Bây giờ em cũng nói luôn là em chính thức lên tiếng. Nếu thôi nha, nếu anh Quang chấp nhận em là người yêu của anh Quang, okay. Thật sự thật lòng anh Quang quan tâm tới em, điều đó em rất là mong muốn ở anh Quang. Và anh Quang nếu có yêu em thật lòng, em hứa em về em sống chung thủy bên anh Quang mãi mãi, không bao giờ phản bội anh Quang một lời nào nữa, không quen ai khác ngoài anh Quang nữa. Và em sẽ ở chung thủy và
anh Quang chịu cưới em sẽ về. Nãy có bầu đó là con Quang hả? Em sẽ về, em giao tài sản cho anh Quang giữ hết. Nếu tiền mừng đám cưới em giao cho chồng giữ luôn. Nhà cửa thì sao? Nhà cửa em cũng thể ai mà cho một căn nhà, ba mẹ cho căn nhà để mừng đám cưới thì em cũng giao cho chồng em luôn. Em sẽ nghe, em sẽ nghe ý kiến của chồng em đâm đất đâm đất luôn 24/24. Giờ đã nghe là cắt lời cái đi. Chị không nghĩ không, không có hả? Hồi nãy là không có bầu đó, bầu của anh Quang hay là của ai? Là của sĩ. Dạ của nhưng mà chưa biết ai, nhưng mà gọi gì chắc là, nhiều lắm hả? Nhưng mà chính thức là anh Quang. Chính thức là của anh Quang hả chứ không phải của sĩ hả? Không. Quang. Của anh Quang ở nhà, không phải con sĩ đâu nha Quang. Quang cũng nắm tay nhiều, cũng không phải họ thừa. Cái này là em nói nghiêm túc luôn anh Quang à. Trời, nói nghiêm túc luôn chứ không anh nói giỡn. Hôm nay là em tỏ tình với anh luôn á. Trời ơi, tỏ tình luôn. Chị Thảo, chị có nghĩ rằng mối tình giữa Khoa và anh Quang tới đâu không? Em sẽ ủng hộ hai tay hai chân luôn á. Trời ơi, nhiều người ủng hộ quá vậy. Em nói chị Thảo nghe, em cũng cảm ơn chị nhiều lắm. Em chúc chị được nhiều sức khỏe, nhưng mà anh Quang chị biết không, là một con người rất là tốt. Nhiều lần có nhiều người nói xấu em trên mạng, anh Quang đều comment lên mạng. Anh Quang bình em chầm chầm luôn. Anh Quang đâu, lúc đó bữa đó ai dựa? Anh Quang thương em, không, anh Quang mấy bình không đúng không? Ai dựa anh Quang hết. Anh Quang đều bình tâm, em tâm anh hỏi em câu này được không? Câu gì anh? Nếu ủng hộ luôn. Mối tình anh Khoa với anh Quang em nghĩ sao? Em có tiếng ủng hộ hay không? Hai tay hai chân luôn. Bây giờ Tâm làm chú rể phụ là Tâm sẽ được một cái xe 4 chỗ. À dạ, trời đã vậy trời. Em okay, có anh chấp nhận không? Ok, em chấp nhận luôn. Vậy anh Quang, dạ anh có chịu lấy anh Khoa không? Em có chiếc xe hơi để bị... Vậy, phải kêu lại bằng chị Khoa nghe không? Chị Khoa. Ôi lỗi. Quang rất là hợp. Trời ơi, em có chỗ nào hợp? Đỡ giùm chị không? Bây giờ anh từ chối em nữa anh Quang. Theo anh là anh có bây anh giờ có... nha, bây giờ là em nói anh Quang nghe nè. Bây giờ là đang quay ở trên mạng nha, đang cộng đồng mạng đều nghe hết nha anh Quang. Anh đừng nên từ chối em nữa anh Quang à. Em biết. Bây giờ cộng đồng mạng đang quay trên cộng đồng mạng biết hết rồi. Anh Quang không thể nào từ chối em được nữa. Anh Quang thì chính thức là chồng của em. Bây giờ nói thật sự với Khoa, tại vì nhiều người ở đây, anh Quang anh sẽ ngại, anh sẽ nói những lời không, nhiều khi là làm cho Khoa buồn. Anh Quang có sao anh Quang nói vậy? Anh Quang rất là thực tế, con người anh Quang không bao giờ giấu giếm một điều gì hết. Em biết anh Quang mà. Em rất hiểu. Nhưng mà anh sẽ ngại. Chuyện đó là không có ngại, không ngại đâu. Ở bây vì, giờ vậy vì nè. Em biết vợ anh Quang đã có vợ có con. Vậy nhưng vậy? Mà em sẽ là vợ bé là người, không? Em sẽ là người vợ mà để mà nghe theo lời anh Quang. Đông đất đông đất luôn. Chịu làm vợ bé luôn kìa, ngon ghê quá. Em chắc làm vợ bé. Phải nói cái gì vụ hồi môn mới được. Ủa hồi môn là để cho hết anh Quang nha. Bây giờ em nói luôn. Đã là có chồng thì phải theo nhà chồng. Và đã có chồng rồi là mình phải lo cho chồng mình cho đàng hoàng. Chở rồi, chở tại gì vậy? Ngon rồi. Em nói có nhiều người nói được mà không làm được thì cũng như không. Nói yêu người ta mà thực sự là trong lòng không yêu người ta. Mà giả dối, nhiều người bây giờ chỉ biết là lợi dụng chồng để mà... Trời ơi! Chỉ có nhiều người con gái giờ chỉ là lợi dụng tiền bạc của chồng rồi hả? Đi mèo mở gà đồng với người khác, còn em thì không giờ. Nhưng em... mà anh Quang không ăn ốc rồi bắt anh Quang đổ vỏ hả trời? Giờ cái bầu là không biết xác định được của ai hết á, tự nhiên không ăn ốc mà bắt đổ vỏ. Ngộ ghê. Bây giờ em nói rất là mệt. Không có mấy cái vàng bán rồi có đưa cho anh Quang trước làm đám cưới không? Vàng bán rồi có đưa cho anh Quang không kìa? Cái đó thì em dưỡng thai đã. Sau khi đám cưới em sẽ giao toàn bộ cho anh Quang hết, em bảo đảm luôn. Em sẽ nghe theo lời anh Quang 24/24 luôn. Trời. Chồng biểu gì nghe theo trời chồng trời. Không dám phụ lòng. Thôi để có người này cũng quen lắm nè, để hỏi ý kiến người này. Bí bí. Anh hỏi em cầu thôi. Nè, hôm nay là anh Khoa chính thức là tỏ tình với anh Quang. Và bây giờ em có đồng ý không? Thôi ghê, mới đẻ con gì nữa. Rồi bây giờ có đồng ý nãy không? Nãy giờ đứng
diễn xuất sắc. Giờ có đồng ý không? Yes, đắt rồi. Được luôn hả? Cái ghê quá, em ăn cuộc đời quá. Ôi trời. Trời. Mệt rồi, thay ngán rồi mọi người. Thôi mọi người thông cảm nha, Khoa nói ít nhưng mọi người hiểu nhiều nha. Giờ có muốn nói gì nữa không? Thôi kết thúc clip á. Thôi kết thúc clip đi. Ủa cái đồ không quay mà. Cái đồ không quay mà kỳ vậy bạn. Ủa bây giờ đâu có thương TV nữa đâu. Thương anh Quang rồi. Tụi bán hết rồi mà. Ủa không cần. Bây giờ tao không thương nữa, kêu không cần. Thấy không TV, thấy không. Giờ có năm muốn nói gì không? Kết thúc clip rồi luôn hả? Thôi kết thúc clip đi.